Cái nhà ơi, hiện tại gia đình của em đang ở đây là kêu bọn gì vậy? Đang ở Gạch Dẹm nha. Gạch Dẹm. Gạch Dẹm ở Phú Quốc. Nhưng mà đi vô cái đường này rất là cực khổ gian nan luôn nha cả nhà. Để chút nữa mà về đó là em sẽ review cái đường này nha. Cái đường mà đi trên đoạn đường cho cả nhà xem. Đi rất là khổ luôn. Mà thời đại 4.0, 4.5, trường 4.5 luôn á. Mà cái đường thật là kinh khủng. Con sao quán này. Ở đây là nhà hàng con sao biển nha cả nhà. Nhưng mà để xem coi hồi có con sao biển nào nó ở dưới không. Sao biển hả? Ờ, sao biển. Sao biển nó dưới đây. Ờ. Không, nó ở bên cái bãi dưới kia hả? Bên nào, bên kia hả? À, vậy hả? Đây coi chừng có cái con gì á. Nhưng mà nước ở bên đây không đẹp cả nhà ơi. Nước nó không có được trong phải không Vi? Đi thuyền qua bên cái đảo bên cái này nước này nó không được trong ha. Ở đây là ở bên kia là chỉ là để du lịch nên là nó sạch, nó trong hơn. Ở ngoài này là bè là nhiều nha cả nhà. Nè. Bè để cá. Thôi nữa là mình thuê một cái thuyền 200 ngàn. Bây giờ mình sẽ đi ra ngoài này nha cả nhà. Ra ngoài bè. Bè ở đâu đẹp. Hả? Thôi, cô cư. Đâu đi xuống rồi. Ra ngoài bè nha cả nhà. Nhưng mà trời mưa hả? Đẹp quá. Ngoài này nước trong nè. Dạ, đi chơi bị mưa. Chị nhà hàng của mình là bán cái gì với gì vậy chị? Cá, ghẹ, tôm hả? Cá này là cá gì? Gì hả? Cá này như cái? Nướng tiêu đi, ngon lắm. Nướng tiêu hả? Ăn đi cho biết, cái mùi cá này. Ở đây đặc sản nướng tiêu đó. À, ok. Lẩu cũng được nữa. Làm lẩu hả? Ừ. Lẩu gì ngon ta? Lẩu ăn cá muối ngon thôi. Lẩu cá với lẩu cá bóp ngon thôi. Mà cá bóp ngon dữ lắm. Cá bóp là cái này. À cá bóp hả? Mấy bà chị ra kìa. Cá bóp muối là đâu?
này 400 mấy hả, không bớt hả? Dạ 450, em ra món kiểu như cá này ở trong đất liền đâu có tới giá 400 mấy đâu. Ở đây mua mắc. À vậy hả? Dạ. Có nghĩa là làm ra món luôn hả? Dạ, dạ. Đâu có cái vợ không ấy lên cho em xem nè. À cái làm đi từ từ qua bên kia luôn hả? Rồi ốc là ốc gì vậy? Ở đây nè. Nó trốn hết trơn rồi. Nhiều lắm, nó nằm dưới. Gì hả? Nhiều lắm đó, mà tại vì không có chuyên nghiệp. Không có chuyên nghiệp là ông đi hết rồi. Được chuyên nghiệp như cho con này. Sao con không mang dép vô đi? Dép vô sao không em? Có cái cầu thang đó. Con không thích mang dép. Không có sao đâu. Bỏ đi ra. Cá mú là làm nấu. Lẩu wasabi. Lẩu wasabi hả? Không. Cá mú chỉ làm cái kiểu mà hấp Hồng Kông á. Được. Cá hấp Hồng Kông. Cá mú nhiêu ký? Mú 600. Dữ vậy trời. Chị Bin đây đi, dám tiếp đi chị Bin. Cá mú. Cá trăm con ở dưới á. Cá trăm con mà vớt không có con nào. Phải vậy. Nó lẻ đó. Biết chứ, ấp vô lưới mới được chứ vớt khơi khơi là không dính nó đâu. Ờ đúng rồi, nó hay lắm. Hay lắm. Lẩu là mình có rau gì vậy? Dạ, rau cải xanh, cải thảo mà muốn. Chị. Ơi xong qua bên đây ngồi đi nó im hơn. Nè qua đây nè ngồi. Ngồi mép bên đây nè. Nè ngồi bên đây nè. Ngồi ở chỗ nào mà ngồi cái chỗ nào mà mình đi xuống tắm được á. Ngồi nhỏ xíu. Tâm tích là phải bự. Nhỏ ăn tội nghiệp nó. Thả nó đi, nuôi cho nó lớn lớn nó lên ăn. Đâu con này đâu có lớn. Có, chị thấy mấy tâm tích bự thấy không? Có, nó bự lắm đó là lợn. Bự lớn vậy nè, ăn mới đã mới có thịt. Ăn mà mấy con nhỏ nhỏ tội nghiệp nó không có thịt thà ăn gì. Ủa cái gì ngộ vậy trời? Kéo nguyên cái lưới này lên hết luôn. Ủa vậy? Không có đụng luôn hả vậy? Không có đụng cái nào luôn á. Nằm sát đấy á. Ừ, kéo mẹ lớn lên đi. Anh đó hay ha. Một đống cá bóng mú luôn. Giờ cá bóng mú làm gì ăn nè? Lấy mấy con hấp nè, lẩu nè. Hả? Cá bóng lẩu hả? Lẩu là phải có rau nha. Rau mì. Rau là cho ăn rau gì á? Dạ rau muống, cải thảo, cải xanh. Cải thảo ok. Cải thảo ờ làm cho em một cái lẩu đi. Ờ trứng tương gì phải ăn có rau mà cho em. Ồ giờ lên quá. Đây mình mấy người vậy? Dạ ở đây mình 1 người, 2 người, 3 người, 4 người, 5 người. 5 người với 3 con nít. Cái này cá này khoảng 1 ký rồi con về mình lấy con to hay là lấy 2 con? Lấy 1 con rồi. Dạ lấy con lớn ha. Ừ. Lấy cái thùng nha, lấy con cá lớn cho. Mới nãy nói nhiêu? 1 ký 600 chị. 1 ký 600 hả? Không bớt sao? Dạ. Ở trong chợ mua 1 ký có 300, 400. Ở đây phục vụ thì nấu nướng. Ok. Giờ chỉ bắt công bằng. Ở bắt con bự đi. Làm lẩu. Cá này muối chiên xanh nó ngon lắm. Hả làm gì? Muối chiên xanh. Ơi quan nhiều.
làm lẩu có nước cá này đi. Giang cá hồng Mỹ đi. Lấy cá hồng Mỹ nước tươi xanh thôi ngon. Đi vô chấm chấm. Ok bắt con cá này nha cả nhà. Cá bông mới. Cá này ta ăn lẩu nó ngon hơn. Hồng Mỹ nha cả nhà. Cá hồng Mỹ. Ủa sao kêu bằng cá hồng Mỹ ở ở trong Bắc Liền đó, không phải bằng cá hồng Mỹ đâu ha. Cá nè. Nắm cái vợt lên. Nhóc ở chân nhiều đó kìa, nó bơi kìa, nó bơi kìa. Một đống bánh đó, con ừ con bự đó. Cá tầm hả? Nó cá tầm à. Bá khiết kìa. Đúng không? Hai con cua á. Con ghẻ. Giò dính rồi phải không? Cá sấu à? Cá này nướng ngon lắm. Ờ, cá này cá sấu mà. Ờ, cá sấu chứ cá hồng. Cá ca con lại nhiêu ký? 450. Để 400 được. Em mua mắc hết tại vì cá mua thiên nhiên. Thôi vậy làm con này lâu nướng không đi. Ừ. 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 Xong rái cây con bự. Con bự nó bị lạc. Để lấy cái gì đó lên đây. Cái gỗ á. Ừ. Cái gỗ nó đâu có dừa. Cái hộp xanh này kìa. Dạ. 2kg vô mớ. Kể như chữ gỗ còn 2kg. 2kg. Cá 2kg. Cái này được ăn cá sống. Ừ. Khu cư bơi này nè cả nhà. Nhảy xuống bơi coi. Rồi Vân dạ. Ủa Vi đâu? Thay đồ. Mặc áo phao đi. Mặc áo phao. Ừ đứa mặc áo phao mới được nghe, không có được nghe mặc áo phao nghe. Hả? Tụi con phải mặc áo phao. Ừ. Cái nha. Ở đây rất là đẹp nha cả nhà, nhưng mà muốn đi là phải trải nghiệm qua một cái đoạn đường rất là mệt mỏi. Em chỉ quay ở đây thôi, còn cái đoạn đường kia thì để một chút nữa em sẽ về em quay lại cho cả nhà xem. Nhà hàng ở đây là rất là ok. Quán con sao quán. Đẹp quá. Nước ở đây cũng ok cả nhà, tắm là ok luôn á. Nè. Ở đây rất là lý tưởng luôn cả nhà ơi, thiệt. Beautiful nè. Đó, ghê chưa. Cái mặt mà cười cười lắm tim ơi. Đọc ra. Nóng. Chị đó nhìn chị có gì mà. Ai em gặp lần đầu tiên mà ai mà cười em, cười hay là em thích liền á. Nói thật. Mới nãy là tính đi về mà thấy chị cười với mình cái là thôi mình kêu đồ ăn liền luôn. Chứ em tính về á em chỉ đi chở chị. Bởi vì một nụ cười là 10 thang thuốc bỏ. Cá này là cá chẽm à. Cá chẽm nướng tiêu đâu mà lấy ra. Hai. Nóng, còn nóng quá à. Lấy hồi coi vô mày lấy ra rồi sao. Còn cá nhà ơi, cha con nó bơi ở ngoài kia. Ủa được cái gì? Cái gì? Cái gì? Cái gì?
cái chai kìa. Ở đây vừa bơi mà vừa kêu đồ ăn luôn nha cả nhà. Và vừa ngắm biển luôn. Ở đây nhà hàng. Các bạn nhớ đi Phú Quốc là đến Gạch Dẹm nha. Đến Gạch Dẹm thì đi đến nhà hàng sau biển. Ở đây là kêu bằng nhà hàng sau biển. Sao biển này đây có chỗ dịch dẫm để nằm luôn, nghỉ ngơi luôn. Cá ở đây cũng cá bóng mú 1kg 600 nha cả nhà, còn cá hồng Mỹ là 1kg 450. Cá này làm lẩu, còn cá hồng Mỹ là nướng nướng muối tiêu. Cả nhà bây giờ chuẩn bị đi về nha cả nhà. Cả nhà đi Phú Quốc thì nhớ đến Gạch Dẹm nha. Chỗ mà quán sao biển. Con sao biển. Quán tên là Con Sao Biển. Ok. Đây có võng rồi nữa nè. Đồ ăn ở đây cũng ok. Cũng ngon, rất ngon. Hải sản là tươi không nha cả nhà. Cá là cá tươi luôn. Đây cá đây là cá ở dưới này đó, cá tươi luôn. Cá tươi sống luôn. Bắt lên là làm ăn là ok. Bây giờ gia đình của em sẽ chuẩn bị về. Hẹn cả nhà lần sau nha. Bye bye. Đây. Ở đây là nuôi không à cá. Cá mình sắp chín rồi, bây giờ mình đi gói chưa hay là dạ gói. Dạ, dạ gói giùm em đi. Gói về luôn ha. Dạ, gói về em về. Đây cá đây là cái cá rồng ở dưới đây. Ok, máy bay cả nhà. Đây là kêu bằng quán hải sản tươi sống Con Sao. Con Sao quán. Nè cả nhà ơi, thì bây giờ gia đình của em đã đi Gạch Dẹm. Gạch Dẹm bây giờ đã về nha. Chơi thì vui lắm nhưng chỗ về thì thấy rồi. Nhưng mà đi về thì hơi bị mệt, nhìn cái đường nè cả nhà. Ôi giời. Ôi giời. Nhìn nè. Từ ở Phú Quốc mà đi vô đây là khoảng 15 cây số thôi. Đi giả sử mà cái đường mà nó tốt đó, thì mình đi khoảng chưa được nửa tiếng ở Phong Hồng. Chưa được nửa tiếng nữa. Nghĩ là khoảng 15 phút hoặc là 20 phút. Nhưng mà đường xấu thì lại là gấp, là không biết nói là làm sao. Đi tới 1 tiếng rưỡi mới tới. Đường ổn gì không nè cả nhà. Đó. Ai mắng ai? Hầu như là ổ ổ dâu với ổ trâu là hơi con không có hoài trời. Ở đây ổ dâu ổ gì đó. Có con nó hoài đó con mới đi. Không có mẹ quay để mà cho mấy chú mấy bác mấy cô cậu mới nói rồi đó. Đi để mà người ta biết, người ta tránh. Sẽ đạp chân vào chỗ này nữa. Giống như mình sai lầm. Giống như mình là sai lầm đó, hiểu không? Nè, như vậy nè. Cái này là quay, kêu bằng quay là vắn tắt, vắn đoạn đó. Có những cái khúc kia là bỏ nữa đó. Nó quay nhiều đó, quay nhiều sợ nặng máy đó. Nó ổ gì không nè đó. Hào ổ nằm vững nè. Ôi rồi ổ nằm mới bự gì nè chứ anh trâu nằm đâu bự gì. Ê ơi, Việt Nam hợp tác với Nhật Bản nè. Hợp tác làm gì vậy? Có nhà thấy không có nhà? Bắt bắt Việt
chai. Cái gốc mãng không phải chai hả? À. Gà đẻ ổ nhỏ nhỏ. Rồi sao phát triển nổi? Đường mở gì? Trời bữa nắng đi nha cả nhà, mưa đừng đi. Mà trời nắng quá không nên đi. Trời nắng đi không sao. Trời nắng nó không có bị được chạy được lo. À, tiếp xúc với tiếp xúc với nắng có hấp thụ vitamin C nhưng mà không tiếp xúc quá mà. Ở đây còn mấy cây ngày ngày xuống xuồng cao không vậy? Ôi nó tức á. Nó tức cẩu gà như gì không à. Máu sôi không? Dịch vẹn. Dịch vẹn. Dịch vẹn. 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 Quản lý dữ. Quá trời quản lý luôn. Gì mà đặt cũng khó kìa. Đặt gạch vẹn mấy chị. À, gạch vẹn mấy chị. Mẹ gạch bộ đội đi nhóc chứ. Còn dân đây người ta đi mỗi ngày. Biết cậu quen. Nó chai rồi bà ơi. Chấp nhận sự thật. Nè. Nó vậy đi ra đi vô nãy thằng đó nó ngày đi vô mấy quận. Nó bất lực rồi. Là người dân nói là bất lực rồi nghe cả nhà. À do là đất này lên có dự án công ty rồi, nhà nước không thèm làm, đẩy qua đẩy lại đó. Ờ kêu còn đẩy qua đẩy lại. Đẩy cho mấy ông dự án làm đường, mấy ông dự án thì trời không bán được lấy gì mấy ông làm. Dân chưa có mua hết. Đẩy qua đây, đẩy xô cái tiền đó nó bỏ trong túi nó hết. Chứng đàng hoàng chứ bộ nè, nhân chứng vật chứng nè đó, tôi đi tôi nhìn tôi thấy mà, nhân chứng vật chứng mày nói chuyện